Theo thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật, lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa Nga đã liên tiếp tấn công các địa điểm tập trung quân và thiết bị của Ukraine ở khu vực Coss. Kênh Riba đưa tin, ngày 20 tháng 10, tại vùng Coss thuộc lãnh thổ Nga, trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến. Ở quận Korenevo, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui đã bị hỏa lực Nga tập kích dữ dội, tổn thất nặng nề. Ở quận Glutkovo, quân đội Nga đã tịch thu một xe chiến đấu bộ binh CV-90 gần khu định cư Veseloy. Trước đó, trong lúc rút chạy, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt. Về phía quận Shuzha, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng Leonidovo đã bị đẩy lùi và một kho giã chiến IFU gần Kruplenoye bị phá hủy. Tại Karachia-Loknia, những người điều khiển UAV Nga đã tấn công một xe thiết giáp trở quân của đối phương thông tin về việc kiểm soát hoàn toàn cũng chưa được xác nhận. Kênh RV Voenkori cũng đưa tin giao tranh trên mặt trận cốt không hề lắng xuống, lực lượng Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ, còn quân đội Nga đang xông vào các vị trí của đối phương. Quân đội Nga với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương trong khu định cư Leonidova. Lực lượng Moscow cũng tấn công vào khu vực Malaya-Loknia và Plekhovo, dần dần tạo sức ép nghẹt thở lên đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã tiêu diệt các đội hình của lữ đoàn cơ giới số 2247 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn tấn công đường không số 36, lữ đoàn tấn công đường không số 103 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Kolmakov, Kruklenkoye, Nitniklin, Nikonsky, Noviput, Ongokka, Plekovo, Cherkaskaya, Kononpetka, và Cherkaskoye, Poreknoye. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kursk trong ngày qua lên tới hơn 270 quân nhân. Ngoài ra, 9 xe bọc thép bị phá hủy, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 3 xe ô tô. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến sự, Kiev đã mất hơn 24.700 chiếc, 167 xe tăng, 82 xe chiến đấu bộ binh, 102 xe bọc thép chở quân, 957 xe chiến đấu bọc thép, 654 xe ô tô, 204 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng. Một trong những diễn biến khác liên quan, không quân Ukraine cho biết tối 19 tháng 10, hàng loạt UAV tấn công của đối phương di chuyển từ nhiều hướng khác nhau. Vào lúc 21 giờ 17, báo động không kích đã được ban bố ở Odessa và Nikolaev. Từ 21 giờ 43 đến 23 giờ 54, UAV Nga được ghi nhận ở Donetsk, Dnipropetrovsk, Odessa, Nikolaev, Dnieper, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kirovograd, Poltava, Cherkasy, Mirgorod, Kiev, Khmelnytsky. Không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của UAV đối phương ở nhiều nơi. Đến 3 giờ 45 ngày 20 tháng 10, hầu khắp lãnh thổ Ukraine vẫn còn đang nằm trong mối đe dọa. Không quân Ukraine cho biết, tối 19 tháng 10, hàng loạt UAV tấn công của đối phương di chuyển từ nhiều hướng khác nhau. Vào lúc 21 giờ 17, báo động không kích đã được ban bố ở Odessa và Nikolaev, từ 21h43 đến 23h54, UAV Nga được ghi nhận ở Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa, Nikolaev, Dnieper, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kirovograd, Poltava, Cherkasy, Mykolaiv, Kiev, Khmelnytsky. Sau nửa đêm, không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của UAV đối phương ở nhiều nơi. Đến 3 giờ 45 ngày 20 tháng 10, hầu khắp lãnh thổ Ukraine vẫn còn đang nằm trong mối đe dọa. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối 19 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Pháp đã ủng hộ kế hoạch chiến thắng và kêu gọi hợp tác với các đối tác khác để đạt được tầm nhìn chung về việc chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot vào ngày 19 tháng 10 và mô tả cuộc họp là chính xác như cách nó nên diễn ra. Ông nói: "Tôi biết ơn nước Pháp, Tổng thống Macron, toàn thể xã hội Pháp đã ủng hộ Ukraine." quân đội của chúng tôi. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán rất tốt và thực chất tại Paris trong chuyến thăm của tôi. Chúng tôi hợp tác hiệu quả vì lợi ích quốc phòng, chính trị và vì sự ổn định lớn hơn của Ukraine và toàn bộ châu Âu. Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi biết ơn nước Pháp đã ủng hộ kế hoạch chiến thắng, những điểm có thể đưa ngoại giao thực sự và hòa bình công bằng đến gần hơn. Và chúng tôi sẽ biết ơn nước Pháp đã hợp tác với các đối tác khác của chúng tôi để có tầm nhìn chung này tầm nhìn rằng chỉ có một kết thúc trung thực cho chiến tranh mới thực sự có thể đảm bảo một nền hòa bình lâu dài. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Nobel Barot cho biết ông ủng hộ kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky đề xuất và tìm cách đoàn kết càng nhiều quốc gia càng tốt xung quanh kế hoạch này. Ông cũng cho biết Pháp cởi mở với ý tưởng mời Ukraine tham gia NATO. Kênh Riba cho biết, ở vùng cấp, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến. Tại quận Glutkovo, RFAF đã bắt sống một xe tăng chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất gần khu định cư Veseloye, tịch thu làm chiến lợi phẩm. Rõ ràng trong lúc rút chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt. Ở quận Korenovo, không có thông tin nào về việc AFU thoát ra khỏi vòng vây ở khu vực Lyubimovka. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui đã bị hỏa lực nga tập kích dữ dội thương vong đáng kể về phía quận rút xa các cuộc tấn công của lực lượng kiev theo hướng leonidovo đã bị đẩy lùi và một kho giã chiến afu gần kruk lenoye bị phá hủy tại kazachia lognia những người điều khiển uav nga đã tấn công một chiếc xe thiếp sáp chở quân của đối phương thông tin về việc kiểm soát hoàn toàn Plekhovo cũng chưa được xác nhận kênh rv voenkori xác nhận giao tranh trên mặt trận cốt không hề lắng xuống lực lượng Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ, còn quân đội Nga đang xông vào các vị trí của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công, đánh sập các khu định cư Liubimovka, Malaya, Loknia, Noviput và Plekhovo. RFAF, với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương trong khu định cư Leonidova. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc con đường xanh, lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 tiếp tục tấn công, trong khi AFU lại tung lực lượng đổ bộ được trang bị đầy đủ vào phản công. Ngoài ra còn có các trận chiến ở Nizhny -Ni Klin, Tolstoy Meadow và Novoy Vanovka. Lực lượng Kiev vẫn đang trong thế phòng thủ, cố gắng ngăn chặn sự đột phá của RFAF. Lực lượng Moscow cũng tấn công vào khu vực Malaya, Loknia và Plekovo, dần dần tạo sức ép nghẹt thở lên đối phương. Trong ngày, Kiev thiệt hại hơn 270 người, cùng nhiều phương tiện cơ giới và vũ khí trang bị. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trên Facebook cho biết Ukraine đã ký thỏa thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của đất nước. Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia dự án này. Bộ trưởng Umerov viết, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Thỏa thuận này quy định những điều khoản theo đó các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung, hoặc tài trợ cho các dự án riêng của họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Ngoài Ukraine, năm quốc gia ký kết khác sẽ tham gia dự án này, Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch. Umerov cảm ơn Đức vì sáng kiến này và các quốc gia tham gia vì đã đóng góp to lớn cho an ninh của Ukraine. Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng G7 trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Naples hôm 19 tháng 10 cho biết họ ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Euro-Atlantic bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, 138 cuộc giao tranh vũ trang đã diễn ra với 50 cuộc tấn công được ghi nhận theo hướng Kurakhov. Báo cáo có đoạn, Nga phóng 3 tên lửa và tiến hành 57 cuộc không kích, 97 bom KAB vào lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, họ đã sử dụng 607 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupian, Liman, Kramatok, Torres, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Rồi RFAF không tiến hành bất kỳ hoạt động tích cực nào, theo hướng Sifert. Lực lượng Moscow đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ Ukraine 24 lần, theo hướng Pokrov, nhưng phải chịu tổn thất đáng kể, với 214 binh sĩ thương vong, trong đó có 97 người thiệt mạng một chiếc ô tô, bốn xe máy và một hệ thống tên lửa chống tăng cũng bị phá hủy. Phần nóng nhất của mặt trận là ở hướng Kurakhov, RFAF với sự hỗ trợ của không quân đã tấn công 50 lần. Vẫn còn 17 cuộc giao tranh đang diễn ra, báo cáo cho hay. European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Prut cho biết các nước NATO phải thích nghi với thực tế mới do các hành động của Nga. Ông chỉ ra rằng do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Liên minh cần triển khai ngay một mô hình phòng không luân phiên cụ thể ở sườn phía đông của NATO để gửi tín hiệu thích hợp đến Moscow. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Latvia và các nước đồng minh khác đang bận rộn triển khai một số biện pháp để bảo vệ và củng cố sườn phía đông của NATO, nhưng như vậy là chưa đủ. Ông giải thích rằng Latvia đang nỗ lực phát triển năng lực phòng không để triển khai hệ thống phòng không đa cấp. Bộ trưởng cũng báo cáo rằng Latvia hiện đã gửi các nhóm tác chiến cơ động của không quân đến phía đông đất nước được trang bị radar giám sát phòng không và tên lửa tầm ngắn. Thông tin từ báo Vietnamnet, truyền thông Nga mới đây cho hay, quân đội nước này gần đây đã vô hiệu hóa một pháo tự hành Krab trong biên chế quân đội Ukraine tham chiến ở tỉnh Kharkiv. Hãng thông tấn tác dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, máy bay không người lái UAV của nước này trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại làng Boguslaka ở tỉnh Kharkiv đã phát hiện kíp điều khiển pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine khai hỏa cạnh một rặng rừng và nhanh chóng di chuyển tới vị trí khác để tránh đòn phản pháo. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, video được UAV trinh sát quay lại sau đó cho thấy cỗ pháo trên đã bị phá hủy bởi UAV tự sát lan xét tại địa phận làng Boguslavka ở tỉnh Kharkiv. Theo thông tin từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryx PONCOP của Hà Lan, ít nhất 30 khẩu pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine đã bị phía Nga phá hủy từ giữa năm 2022 tới nay. AHS Krab nghĩa là con cua trong tiếng Ba Lan là pháo tự hành được tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh sản xuất và đưa vào sử dụng bởi quân đội Ba Lan vào đầu thập niên 2010. Tương tự nhiều loại pháo khác của quân đội các quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, AHS CRAT sử dụng loại đạn pháo cỡ 155 mm với tầm bắn 30 km. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm một súng máy VKKMB sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm NATO để chống lại bộ binh đối phương. Theo báo Dân Việt đưa tin, hôm 18 tháng 10, Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược thuộc Bộ Văn hóa Ukraine đã công bố đoạn phim trong đó binh lính Triều Tiên được cho là đã được cung cấp thiết bị của Nga. Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược tuyên bố rằng đoạn phim này được quay cách đây nhiều nhất là 3 ngày. Trung tâm cho biết, độc quyền, quân đội Triều Tiên được trang bị thiết bị của Nga. Theo các báo cáo, các hoạt động trong video diễn ra tại khu vực huấn luyện Sergeyevsky ở vùng viễn đông của Nga. Cơ quan truyền thông Nga Vatnie những câu chuyện quan trọng đã phát hiện ra rằng tiếng Triều Tiên chắc chắn được nghe thấy trong video. Một trong những người lính hỏi bằng tiếng Triều Tiên, đây là gì? Từ được dịch là nước cũng được nghe rõ. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov cho biết hiện có khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện ở miền đông nước Nga. Họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các cuộc giao tranh chống lại Ukraine sớm nhất là vào ngày 1 tháng 11. Trang Warzone vào ngày 17 tháng 10 dẫn lời ông Budanov cho biết nhóm đầu tiên gồm 2.600 quân sẽ được triển khai đến vùng Kursk của Nga, nơi Ukraine bắt đầu cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tháng 8 và vẫn nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ đáng kể. Binh lính Triều Tiên sẽ sử dụng thiết bị và đạn dược của Nga, ông cho biết. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels vào ngày 17 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang có kế hoạch huấn luyện và triển khai không chỉ bộ binh mà còn cả các chuyên gia Triều Tiên trong nhiều nhánh khác nhau của quân đội. Chúng tôi biết khoảng 10.000 binh lính từ Triều Tiên mà họ đang chuẩn bị gửi đến để chiến đấu chống lại chúng tôi, ông nói thêm. tờ Kyiv Independent cũng dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng Bình Nhưỡng đã gửi 10.000 binh lính đến Nga. Còn cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc gọi tắt là NIS cho biết vào ngày 18 tháng 10 rằng Bình Nhưỡng gần đây đã quyết định triển khai 12.000 binh lính Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng đại nhiệm, để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. NIS không nói rõ quân đội đã được điều đến chiến trường hay họ có thể triển khai ở đâu. Theo kênh Riba, trên trục Kupyansk và lực lượng Moscow giành nhiều thắng lợi áp sát sông Oskol và tiến về phía thành phố Kupyansk. Phát triển từ hướng Xin RFAF đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và tham gia các trận chiến ở phía bắc Petrovskipka. Giao tranh ở khu vực này đặc biệt khốc liệt và căng thẳng. Đồng thời, không quân chiến thuật Nga đang tấn công các hệ thống phòng không của Ukraine ở phía đông khu vực này. Những cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ác liệt dọc tuyến Ivanovka, Stepova, Novoselivka, Kislipka, Kotliarivka. Lực lượng Moscow đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát tấn công dọc đường sắt, đồng thời tập kích khu vực rừng phía tây Kitlipka bằng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS. Phía tây Pichane, các nhóm xung kích Nga đã đánh sập cứ điểm AFU và gần đây đã củng cố các vị trí của họ ở ngoại ô phía đông nam Kolesnikivka. Lực lượng Kiev đang tích cực sử dụng phương tiện bọc thép hạng nặng và UAV để ngăn chặn tối đa bước tiến của đối phương. Thành công lớn nhất của RFAF là ở Krulia Kipka nơi họ tiến lên sau khi củng cố ở ngoại ô Koletnikivka. Lực lượng Moscow đã tiến tới sông Oskol và tiến đáng kể về phía trung tâm ngôi làng, xé nát nhóm binh sĩ đối phương thành hai nửa một cách hiệu quả. Một lệnh sơ tán dân cư bắt buộc đã được công bố tại các khu vực bên tả ngạn sông Oskol dưới sự kiểm soát của Ukraine. Lực lượng Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc chống khủng hoảng bằng việc tung lực lượng đặc biệt của Tổng cục Tình báo Quốc phòng GUR vào chiến đấu ở ngoại ô phía Bắc Krulia Kipka, tuyên bố rằng họ đã dọn dẹp thành công. Trên thực tế, theo IFO và dữ liệu về lượng mưa trong khu vực, có thể xác định rằng đoạn phim được quay không muộn hơn ngày 14 tháng 10. Trong đoạn phim xuất hiện sau đó, ngôi làng bị tàn phá nhiều hơn so với đoạn phim trước đó, cho phép khẳng định việc tiếp tục các cuộc tấn công và mở rộng quyền kiểm soát của lực lượng Moscow. Hôm nay, Ukraine đã công bố bằng chứng mới về sự hiện diện của RFAF ở Krulia Kipka một cuộc tấn công bằng UAV vào xe chiến đấu bộ binh đã được ghi lại gần như ở trung tâm của khu định cư. Điều này vô hiệu hóa kết quả những ngày trước của đội hình Kiev, nhấn mạnh sự kiểm soát của các đơn vị thuộc tập đoàn quân xe tăng số 1 Nga tại ít nhất một nửa Krulia Kipka. Không quân chiến thuật Nga tiếp tục oanh tạc dữ dội vào các điểm vượt sông Oskol của đối phương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Moscow đang tiến nhanh chóng đã ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến hậu cần của AFU trong thời gian ngắn. Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tấn công theo hướng Pokrov vẫn tiếp diễn. Sau nhiều ngày không có thông tin, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức tuyên bố rằng lực lượng Kiev ở Zoryane đã thất thủ. Điều này tạo ra những cơ hội mới cho cuộc tấn công của quân đội Nga, RFAF và những mối nguy hiểm mới cho hàng phòng thủ của đối phương. Làng Katerinivka cũng được cho là đã bị Nga chiếm giữ theo thông tin từ Lữ đoàn Cơ giới số 79 của quân đội Ukraine, AFU, lực lượng Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc phản công trên sông Oskin tại làng Kulia Kipka gần Kupian để ngăn chặn đối phương tiếp cận con sông. Tại Cớt, hoạt động cũng đang gia tăng xung quanh rút xa, nơi RFAF đang cố gắng giành được những vùng lãnh thổ có chọn lọc ở phía đông thành phố. Họ cũng được cho là đã đạt được tiến triển theo hướng Korenevo. AFU tại làng Tonsilak được cho là hoàn toàn thất thủ. Giấc mơ thay đổi trật tự Trung Đông Cán cân quyền lực ở Trung Đông đang bắt đầu thay đổi theo hướng Israel dường như đã đạt được một số lợi ích chiến thuật đáng kể, làm suy yếu ảnh hưởng của trục Iran dẫn dắt trong khu vực. Những bước tiến này khiến Israel tin rằng họ đang tiến gần hơn đến mục tiêu thay đổi trật tự ở Trung Đông, loại bỏ mối đe dọa dai dẳng. Tuy nhiên, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chatham House, ông Sanam Vakin, cảnh báo lịch sử chỉ ra rằng một chiến thắng quân sự chưa bao giờ mang lại an ninh cho Israel mà họ mong muốn. Ông Mei Zavendafa, một chuyên gia nghiên cứu về Iran cho rằng Iran sẽ xem xét lại những tính toán chiến lược sau khi hàng loạt thủ lĩnh Hamas Hezbollah bị hạ sát. Họ có thể đang tính đến một thực tế rõ ràng là không có ranh giới đỏ nào mà Israel không sẵn sàng vượt qua trong cuộc chiến bóng tối với Iran và nó sẽ phá vỡ sự kiên nhẫn chiến lược của Tehran. Khi đó không loại trừ khả năng Iran tính đến phương án thúc đẩy hạt nhân. Iran rõ ràng đã mất Hamas và Hezbollah trong vai trò gian đe hiệu quả có nghĩa là ngày càng nhiều nhân vật trong giới cầm quyền Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân để đảm bảo sự tồn vong của đất nước. Trước khi xung đột Israel hay Bolan nổ ra, giới chức Iran đã bày tỏ mong muốn quay trở lại đàm phán với Mỹ về tham vọng hạt nhân của họ. Tuy nhiên giờ đây, khi tình hình Trung Đông ngày càng leo thang, các cuộc đàm phán này đã rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Hebola dù đã suy yếu, nhưng vẫn có khả năng sử dụng năng lực còn sót lại để giáng đòn vào các thành phố lớn của Israel. Israel có thể nghĩ đến một trật tự mới ở Trung Đông nhưng vẫn chưa thể tìm câu trả lời cho việc Gaza sẽ được quản lý như thế nào hậu xung đột. Một khi vấn đề đó chưa được giải quyết, Gaza vẫn là mối đe dọa thường trực và khiến Israel hao tổn nguồn lực. Một câu hỏi khác là liệu khoảng trống do Hezbollah để lại ở Lebanon sẽ được lấp đầy ra sao, một khu vực đầy hỗn loạn chắc chắn là rủi ro mà Israel không hề mong muốn. Do vậy, vấn đề của Israel là cần tìm ra một giải pháp chính trị khả thi có thể phá vỡ vòng xoáy bạo lực bất tận. Thông tin từ báo Việt cho biết, Israel đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh Hamas Ahia Sinwa ẩn náu trong đường hầm ngay trước khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 xảy ra. Tờ Tham ở Israel ngày 20 tháng 10 cho biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh Hamas Aya Sinwa và gia đình trốn vào đường hầm trước khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 xảy ra. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF cho biết, trong một năm qua, Sinwa dành phần lớn thời gian để trốn chạy trong các đường hầm ở Khan Younis và Rafah. Vào đêm trước khi cuộc tấn công tàn bạo xảy ra, người này vẫn chỉ quan tâm tới bản thân và gia đình, trong khi ra lệnh cho các thành viên Hamas bắt cóc người dân Israel. Đại diện IDF tiết lộ đoạn video được họ thu giữ tại giải Gaza cách đây vài tháng và là một trong những đầu mối giúp tình báo Israel truy tìm vị trí của thủ lĩnh Hamas. Trước đó, quân đội Israel đã sử dụng máy bay để rải truyền đơn in hình thi thể thủ lĩnh Sinwa xuống phía nam giải Gaza, kêu gọi các tay súng của Hamas đầu hàng. Truyền đơn của Israel viết: "Hamas không còn có quyền điều hành tại Gaza. Những ai hạ vũ khí và trao trả con tin sẽ được phép rời đi và sống trong hòa bình." Theo thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cái chết của thủ lĩnh Sinwa không đồng nghĩa với việc Tel Aviv sẽ dừng chiến dịch quân sự ở Gaza, nhưng là sự khởi đầu cho ngày tàn của Hamas. Thông tin từ báo dân trí cho biết, Israel đang cùng lúc tiến hành cuộc chiến trên nhiều mặt trận với tham vọng làm suy yếu trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, tạo ra một trật tự mới ở Trung Đông. Cuộc chiến trên nhiều mặt trận của Israel Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 5 tháng 10, ngày hôm nay Israel đang tự vệ trên bảy mặt trận. Bảy chiến tuyến này gồm lực lượng Hezbollah ở Lebanon, phong trào Hamas ở dài Gaza, Houthi ở Yemen, lực lượng Palestine ở bờ Tây cùng với lực lượng dân quân Syed ở Iraq City và hơn cả là Iran. Gần một năm sau khi xung đột với Hamas ở Gaza nổ ra và chưa có dấu hiệu lắng xuống, Israel tiếp tục tuyên bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống Hezbollah Kể từ cuối tháng 9, Israel dồn dập tấn công các mục tiêu Hezbollah bên trong lãnh thổ Lebanon cả trên bộ và trên không. Đáng chú ý là Israel đang tiến hành một chiến dịch truy lùng cắt cao chưa từng có nhằm loại bỏ các thủ lĩnh chỉ huy cấp cao của Hamas, Hezbollah trong một nỗ lực làm suy yếu, gây xáo trộn hàng ngũ lãnh đạo của các lực lượng này. Theo các nhà phân tích, sở dĩ Israel lựa chọn tấn công trên nhiều mặt trận cùng một lúc là bởi Israel cần những chiến thắng quân sự mang tính quyết định, khôi phục khả năng gian đe đã bị phá vỡ bởi cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, sự kiện bẽ mặt đối với lực lượng an ninh tình báo Israel. Tấn công trên nhiều mặt trận cũng là một phần trong kế hoạch của Israel với tham vọng thay đổi cán cân quyền lực Trung Đông trong nhiều năm tới. Israel đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho một cuộc chiến đa mặt trận. Các làn sóng tấn công của Israel nhằm vào Gaza, Lebanon hay những cuộc đáp trả Iran cho thấy tình báo Israel đã thâm nhập rộng rãi vào mạng lưới trục kháng chiến, bao gồm Iran, Syria, Hamas, Hezbollah, Houthi và một số nhóm vũ trang khác ở khu vực Trung Đông. Israel cho rằng thời điểm hiện nay là cơ hội tốt và không thể bỏ lỡ để giáng đòn quyết định vào Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Năng lực quân sự của Hamas ngày càng suy giảm sau một năm xung đột, trong khi tình báo của Israel dường như đã xâm nhập sâu vào Iran, nơi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ngay giữa thủ đô Tehran. Điều này cho phép Israel mở thêm mặt trận chống lại Hezbollah ở Lebanon, đồng minh lâu đời nhất của Iran trong khu vực và là mối đe dọa thường trực trên sườn phía bắc Israel. Washington Post nhận định các đòn tấn công đã khiến Hezbollah choáng váng, đó là bằng chứng cho thấy Israel đã chuẩn bị nhiều năm, bao gồm thu thập thông tin tình báo, diễn tập quân sự, kế hoạch tác chiến được tinh chỉnh và hệ thống phòng không đa tầng. Hiện giờ Israel sẵn sàng mở rộng chiến dịch trên bộ nhắm đến những mục tiêu của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Libanon. Hezbollah dù đã tích lũy kho vũ khí lên tới 150.000 tên lửa sau nhiều năm, song không rõ họ có thể sử dụng chúng hiệu quả như thế nào khi đội hình lãnh đạo và hàng nghìn thành viên thương vong. Chỉ trong vài tuần, các cuộc không kích và hoạt động tình báo của Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen và gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah, một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất Trung Đông. Bất chấp thực tế này, phản ứng của Iran đến nay vẫn tương đối hạn chế. Phản ứng đáng chú ý nhất của Iran đến nay chỉ là hai cuộc tấn công tên lửa vào Israel hồi tháng 4 và tháng 10, nhưng phản ứng như vậy được cho là chưa đáng kể gì so với những gì mà Israel đã làm. Iran đang phải đối mặt với một tình thế lưỡng nan nếu Iran không trực tiếp giúp đỡ Hamas và đứng bên lề khi Hezbollah bị Israel oanh tạc thì các đồng minh của họ cảm thấy bị phản bội, trong khi Israel tiếp tục vượt lăn danh đỏ. Mặt khác, nếu Iran trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến với Israel, nó có thể lôi kéo Mỹ và một số nước phương Tây vào xung đột. Washington tuyên bố không muốn bị cuốn thêm vào bất kỳ cuộc chiến nào nữa ở Trung Đông, song họ cũng cam kết sẽ bảo vệ Israel. Tất cả điều này càng khiến Israel có động lực tiếp tục chiến lược nhằm xóa sổ các nhóm ủy nhiệm của Iran, làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Iran ở khu vực. Xu hướng đó khiến những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh Ả Rập thuyết phục Israel tìm giải pháp ngoại giao gần như vô ích theo kênh riba moscow đã tiến hành tấn công bằng tên lửa và uav vào nhiều mục tiêu afu ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ ukraine trong đó có các sân bay quân sự ở phía tây trên hướng kupiang rfaf đang mở rộng vùng kiểm soát của họ ở kolebnikivka và đã đạt được những bước tiến đáng kể trong khu định cư kruliakivka kênh riba cho biết lực lượng moscow đã đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường phía tây Krasnogorivka trong những ngày gần đây đẩy tiền tuyến ra xa Donetsk hơn. Trong khi các trận đụng độ vẫn tiếp diễn ở Zelane Bruhe, khu định cư Tesukurino đã được kiểm soát và một số đợt xung phong của các nhóm thiết giáp Nga về phía tây bắc của khu định cư đã dẫn đến một bước tiến lên tới 3 km và chiếm được một cứ điểm của đối phương. Về phía nam, lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 RFAF đã tiến hành một đòn tấn công bằng cơ giới táo bạo và thành công từ Ochi về phía Ocho Koye, sau khi chuẩn bị pháo binh sơ bộ, lực lượng xung kích đường không đổ bộ vào vùng ngoại ô phía tây của ngôi làng đã dọn sạch lãnh thổ trong vòng vài ngày. Hiện tại có những trận chiến trên đường tiếp cận cầu đường sắt dẫn đến Kurakhov. Những kết quả lớn nhất đã đạt được ở Maximilanipka, nơi cho đến gần đây giao tranh vẫn diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông. Theo cảnh quay kiểm soát mục tiêu mới xuất hiện, lính xung kích Nga đã chiếm giữ phần trung tâm ngôi làng xung quanh trường học sau đó họ đã dương cờ chiến thắng tại đó. Hôm qua, có thông tin xuất hiện, sau đó được các nguồn tin địa phương xác nhận rằng các đội hình Kiev dưới áp lực của hỏa lực pháo binh dữ dội của Nga đã quyết định rút lui theo từng giai đoạn, rời bỏ các vị trí ở vùng ngoại ô phía Tây. Việc dọn dẹp các tòa nhà vào tầng hầm để bắt giữ hoặc tiêu diệt bất kỳ binh sĩ Ukraine nào còn mắc kẹt đang được tiến hành. Về phía Nam, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết giáp về phía đường cao tốc H-15 trên trục Heo Hipka, Maximilan san bằng đường kiểm soát dọc theo con đường. Điều này sẽ cho phép tăng áp lực lên các vị trí của AFU ở phía tây Peremoha cũng như theo hướng Daniel. Tình hình vẫn căng thẳng ở sườn phía bắc trong khu vực Selidop. Các đội hình KF dưới sự che chở của các xe bọc thép đã xâm nhập được vào lãnh thổ của nhà máy sản xuất bê tông cốt thép ở ngoại ô phía đông của thành phố, nơi giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra. Trong một trong những trận đụng độ, AFU đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley của chính họ bằng máy bay không người lái FPV. Theo báo Người lao động, Hải quân Ukraine cho biết vì tàu chiến hoạt động không hiệu quả, Nga đã dùng phương tiện này để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Kiev. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 17 tháng 10, ông Dmytro Pletenchuk, phát ngôn viên của Hải quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai một số tàu chiến có tên lửa hành trình trên biển Tuy nhiên, ông Pletenchuk khẳng định Moscow không dùng những tàu này để tấn công, Kiev Independent đưa tin. Ông nói, do các hệ thống vũ khí này hoạt động không hiệu quả, Nga hiện buộc phải sử dụng chúng chủ yếu trong việc đánh lạc hướng phòng không khi thực hiện các cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa. Cũng theo người phát ngôn này, khi một hoặc hai tàu ngầm Nga ở trên biển, các phương tiện này thường không thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa mà chủ yếu bảo vệ căn cứ. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã bắn tên lửa vào Ukraine từ các tàu chiến đồn trú ở Biển Đen và Biển Azov. Những tuần gần đây, từ khu vực Crimea, Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở phía nam tỉnh Odessa. Trong khi đó, Ukraine cũng nhiều lần tấn công các tàu của Nga. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội Biển Đen của Nga hiện bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, hôm 18 tháng 10, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 80 trên 135 máy bay không người lái từ Nga. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống hoặc máy bay bắn trúng mục tiêu. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Romania thông báo đã điều động máy bay phản lực khi một vật thể bay không xác định tiếp cận, sau đó xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Radar sau đó mất dấu khi vật thể bay tới gần thị trấn Amzasea, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km về phía nam. Không quân Ukraine và nhóm Belarus Hazun đều cho rằng hai máy bay không người lái đã bay về phía biên giới Belarus. Theo Belarus Hasun, Belarus cũng đã kích hoạt máy bay không người lái vì thiết bị này. Vụ việc hôm 18 tháng 10 không phải là lần đầu tiên máy bay phản lực Romania và Belarus được điều động kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga RFAF đạt được bước đột phá quan trọng ở Kursk khi ổ ạt tung đội hình xe tăng lớn đột kích về phía đông theo hướng malaya loknea bước tiến này đã chính thức tạo ra một vạc dầu lớn ở phía Bắc, bao vây toàn bộ cụm binh lực đối phương. Lực lượng Kiev đang tháo chạy qua nút cổ chai dưới mưa hỏa lực của Nga. Do rút lui trong hỗn loạn, các đơn vị AFU bỏ lại nhiều thi thể binh sĩ đã thiệt mạng nên lực lượng Moscow đang xử lý việc chôn cất họ. Các hình ảnh định vị địa lý mới nhất trên hướng Kupiang cho thấy lực lượng Moscow cách sông Oskin khoảng 1 km. Bước phát triển này có thể đưa cây cầu quan trọng ở Senkove vào tầm kiểm soát của hỏa lực RFAF và điều này sẽ cản trở nghiêm trọng hậu cần của quân đội Ukraine AFU. Giao tranh đang diễn ra ác liệt. Hoạt động của lực lượng Moscow cũng đang tăng đều đặn ở Chasovsa. Theo một nhà quan sát, RFAF đã chiếm được nhiều khu vực hơn dọc theo kênh đảo ở phía nam. Tại Pokrov, quân đội Nga đang tập trung toàn lực vào Selidov. Tại đó, các mũi xung kích của họ được cho là đã giành được quyền kiểm soát hỏa lực cắt đứt hầu hết những chuyến đường tiếp tế quan trọng của đối phương. Lực lượng Kiev gần như đã bị bao vây, thành phố bên bờ vực sụp đổ. Ở phía nam ngôi làng, Maximilian Nipka mới chiếm được, lực lượng Moscow đã có một bước đột phá khác dọc theo các cánh đồng. Họ đang ở gần Kurakhov. Kênh Ridoka cho biết việc lực lượng Kiev thất thủ ở Maximin ngoài ô phía đông Kurakhov, đã được xác nhận. Giờ đây, các đơn vị tiền phương của Sư đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 150 Nga chỉ còn cách cửa ngõ vào thành phố khoảng 3 km. Tuy nhiên, bên cạnh nhiệm vụ lâu dài là kiểm soát khu định cư này, ở đây còn có nhiều điểm thú vị hơn. Dọc theo đoạn này của hướng Kurakhov có điểm giao nhau của hai khu vực chiến đấu và hai biến này tự điều chỉnh cho các hành động tiếp theo của chúng ta. Theo báo Dân Chí đưa tin, Nga đã triển khai tên lửa ở mặt trận Kursk trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 18 tháng 10 tuyên bố máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công tên lửa vào lực lượng thiết giáp và binh lính Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các tên lửa được phóng từ các cặp máy bay ở tầm thấp. Sau khi phóng đạn từ trên không, các kiếp lái đã thả mồi bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay khởi hành. Lực lượng thiết giáp và quân nhân ngụy trang của Ukraine đã bị hạ gục do hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 18 tháng 10, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Zeleny Siliak và Liubimovka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tấn công và giáng đòn vào các đơn vị của Ukraine tại các khu định cư Liubimovka, Sferlikovo, Malaya Loknia, Noviput và Plekovo. Quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Đồng thời, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị Ukraina ở vùng Sumy. Ukraina được cho là đã triển khai lực lượng từ vùng Sumy giáp biên giới để đưa quân vào lãnh thổ Nga. Trong ngày 18 tháng 10, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraina lên tới hơn 505 binh sĩ và 15 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 10 xe chiến đấu bọc thép cùng 7 khẩu pháo. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk từ đầu tháng 8, Kiev đã mất 24.367 quân nhân, 167 xe tăng, 79 xe chiến đấu bộ binh, 101 xe bọc thép chở quân, 952 xe chiến đấu bọc thép, 651 xe cơ giới, 200 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev đã kiểm soát. Trước đó, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km vuông ở Kursk. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk được tiến hành để chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía đông Ukraine, đồng thời tăng số lượng binh lính Nga bị bắt để sử dụng làm một phần của quỹ trao đổi tù binh giữa hai nước. Tuy nhiên, việc Ukraine kéo căng lực lượng để đưa quân lên tấn công vùng Kursk khiến hàng phòng thủ ở miền đông lộ ra điểm yếu và Nga đã khai thác lỗ hồng này. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, có 195 trận giao tranh diễn ra, phần lớn là ở hướng Pokrov và Kurakhov. Báo cáo có đoạn, Nga đã tiến hành hai trận tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 3 tên lửa, 47 đợt không kích, thả 67 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 674 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupian, Liman, kramatorsk Torres, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Theo hướng Pokrov, Nga đã tấn công 34 lần. Quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi 28 đợt xung phong và 6 cuộc giao tranh khác đang diễn ra. Tại Kurakhov, đối phương đã thực hiện 55 lần đột phá qua tuyến phòng thủ của chúng tôi, báo cáo viết. Không quân Ukraine cho biết tối 18 tháng 10, Nga đã phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 21 giờ 42, báo động không kích đã được ban bố ở khê sân Mykolaiv. Từ 21 giờ 56 đến 23 giờ 31, hoạt động của UAV Nga được ghi nhận ở Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Mykolaiv, Kirovograd. Sau nửa đêm đến 5 giờ ngày 19 tháng 10, báo động không kích tiếp tục duy trì trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết, AFU đã kiểm soát và dọn sạch làng Kruk ở quận Kupiang của vùng Kharkov. Báo cáo có đoạn, những chiến binh của đơn vị anh em là một phần của lực lượng đặc nhiệm Timur thuộc GUR với sự hỗ trợ của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 đã kiểm soát và dọn sạch khu định cư Krupliakopka ở Kupiang, chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu định cư vốn rất quan trọng đối với việc bảo vệ Kupiang kéo dài từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Theo GUR, Nga đã mất hơn một trung đội bộ binh ở Krupliakopka. Họ đã bị hạ gục trong trận cận chiến, một số người bị bắt làm tù binh. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine và kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp ở Berlin vào ngày 18 tháng 10. Thông cáo báo chí cho biết, các nhà lãnh đạo thảo luận về kế hoạch cung cấp thêm viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Các bên cũng thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực đảm bảo hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm hiến trương Liên Hợp Quốc, cũng như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Theo giới phân tích quân sự Ukraine, quân đội Nga hiện đang vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở vùng Donbass, đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở các hướng Pokrovsky, Kudakovsky và Toretsky, đồng thời lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cải thiện vị trí của mình trên các mặt trận. Gần Katerinovka, quân đội Nga đã củng cố vị trí của họ dọc theo hai vành đai rừng và ở vùng ngoại ô phía đông nam của khu định cư đến độ sâu 1,08 km. Ở phía nam Otschopsky, các nhóm cơ động Nga đã tiến hành trinh sát có vũ trang theo hướng đông bắc và quận riêng biệt Kudakovo. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát các khu định cư này được cho là sẽ sớm bắt đầu. Theo hướng Pokrovs, lực lượng vũ trang Nga đã đạt được tiến triển đáng kể về phía Nam mỏ khai thác xanh Basin The Great May. Cùng lúc đó, các nhóm tấn công của Nga đã tiếp cận được vùng ngoại ô phía đông Selidovo. Nguồn tin từ lực lượng an ninh Nga vào ngày 17 tháng 6 tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đang cố gắng rời khỏi Selidovo từng nhóm nhỏ. Đây không phải là bất thường và đang diễn ra thường xuyên hơn mỗi ngày ở khu vực này nguồn tin nói thêm trên thực tế chỉ cần thêm một chút nữa là quân đội ukraine sẽ lại buộc phải đưa ra quyết định khó khăn hoặc là hy sinh phần lớn nhân lực của mình ở selidovo giống như ở ukleda hoặc là rút quân toàn bộ ở phía bắc novogododoka nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang nga một thời gian trước hiện đang giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt dọc theo tuyến đường sắt tình hình khó khăn của quân đội ukraine cũng được ghi nhận theo hướng torres trong chính thành trì này, các trận chiến đang diễn ra dọc theo các đường phố là Ebro-Peskaya, olena Greco, Togovaya và Rudniknaya. Và ở gần New York, lực lượng vũ trang Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía bắc. Sự tiến công của quân đội Nga theo hướng Kupyans cũng khiến Ukraine đau đầu hơn. Chính quyền thành phố này đã tuyên bố bắt đầu sơ tán bắt buộc đối với người dân hiện tại giao tranh đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Kupians, đặc biệt các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra ở khu vực phía nam Kolesnikovka, khu định cư Masino Choitel và phía bắc khu định cư Krup Trong khi đó, Ukraine vẫn đang tích cực thúc đẩy kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề ra. Mới đây, Ông Zelensky tuyên bố, nếu kế hoạch của ông được thực hiện ngay bây giờ, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga có thể kết thúc vào năm 2025. Nhà lãnh đạo Ukraine tự tin rằng kế hoạch chiến thắng của ông là khả thi và sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào các đối tác phương Tây của nước này. Ông đồng thời nhấn mạnh chắc chắn điều đó không phụ thuộc vào Nga. Theo kênh Riba tại vùng Coss, AFU không thể cản nổi bước tiến của lực lượng Moscow do tốc độ tấn công quá nhanh và phương thức tác chiến hiệu quả. Theo một số báo cáo, tại quận Glutkovo, AFU đã rút lui khỏi làng Noviput chạy về chấn giữ các vị trí dọc đường dây xe lửa ở phía nam khu định cư, nơi họ đã chuẩn bị một tuyến phòng thủ trước đó. Các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành trong khu vực. Tại quận Korenevo, các nhóm thiết giáp RFAF đã đột phá tới Viktorovka, xâm nhập vào khu vực do FU kiểm soát vài km. Những báo cáo về việc Nga kiểm soát Vanovka đã xuất hiện cách đây vài ngày, trong khi giao tranh vẫn chưa bắt đầu ở chính Viktorovka. Đội hình Kiev đang giữ các vị trí trên các lối vào làng. Về phía Nam, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Lyubimovka và Nidniklin, nơi các đơn vị của AFU bị bao vây, chỉ có thể rút chạy qua tuyến đường duy nhất, một nút thắt cổ chai khá hẹp của vạc dầu. Phía đông Tolstilak, trong ngày qua, đã có báo cáo về một số lượng lớn binh sĩ Ukraine từ bỏ vị trí của họ và đầu hàng. Ở quận Sút lực lượng Moscow đang đánh bật AFU khỏi Plekhovo, nơi đối phương cũng đang bị bao vây một nửa. Những tuyên bố lạc quan nhất cũng đã đề cập đến việc RFAF kiểm soát khu định cư này. Ngoài ra, máy bay và các đơn vị khác đang tiến hành tập kích hỏa lực vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở cả các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ của vùng Cớt và Sumi. Theo báo Dân trí đưa tin, ngày 19 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị của nhóm tác chiến Yuk đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zoryanoye ở Donetsk. Zoryanoye là một ngôi làng nằm cách Goniak 2 km về phía đông nam Việc giành được ngôi làng giúp Nga mở đường đến vùng ngoại ô của Goniak, một thị trấn có dân số khoảng 10.500 người, nằm cách Kurakhovo, Kurakhov, 17 km phía đông bắc và cách Selidovo, 11 km về phía đông nam. Một tuyến đường sắt quan trọng trong tiếp tế hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đi qua Goniak. Ngoài ra, thị trấn này còn có một số mỏ khoáng sản lớn. Nếu Ukraine mất thị trấn này, nó sẽ tác động mạnh đến ngành công nghiệp than của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đang đe dọa tới Kurakhov một trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine và nằm ở phía nam Pokrov, huyết mạch hậu cần chiến lược của lực lượng Kiev. Theo giới quan sát, Nga đang sử dụng chiến thuật siết ngọng kìm ở Donetsk. Họ thường sử dụng hỏa lực áp đảo để thực hiện chiến thuật tiêu thổ, ghép vòng vây từ các bên để mở đường cho bộ binh tấn công. Nếu Pokrov thất thủ, Ukraine sẽ chịu thiệt hại kép khi vừa mất đi điểm hậu cần quan trọng cho mặt trận Donbass, vừa có nguy cơ mất đi mỏ than và hệ thống nhà máy có vai trò quan trọng với ngành luyện kim của nước này. Trong thời gian qua, Nga tận dụng ưu thế về quân số và vũ khí liên tục gây sức ép lên Ukraine ở mặt trận Đôn bát. Miền đông Ukraine là nơi tập trung của các cơ sở công nghiệp nặng hàng đầu đất nước và có nguồn trữ lượng khoáng sản lớn. Hiện tại, Nga đã kiểm soát hầu hết Luhansk, một trong hai vùng ở Donbass, và đang tăng tốc ở Donetsk. Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp luật cho biết, quân đội Nga vẫn duy trì tấn công bằng lợi thế hỏa lực, giành lại thêm lãnh thổ và khiến Ukraine nhận về nhiều tổn thất trong các cuộc giao tranh ở Kursk. Theo thông tin từ chiến trường, quân đội nga tiếp tục tấn công theo hướng kos, nơi đã ghi nhận những thành công đáng kể trong khu vực các khu định cư Viktorovka, Matinovka và Pelokhovo, Nga được cho là có thể đột phá qua hàng phòng ngự của ukraine. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về việc nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pelokovo. Mặc dù vậy, giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn ở cường độ cao, làm phức tạp thêm tình hình đối với lực lượng vũ trang ukraine. Các nỗ lực đột phá các điểm mới ở biên giới vùng Cớt từ phía Ukraine cũng đã bị ngăn chặn tại khu vực các khu định cư Volfino và Tetskino. Theo tình báo Nga, các nhóm đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Ukraine, mỗi nhóm có tới 8 người, đã bị phát hiện và tấn công bằng hỏa lực. Một trong hai nhóm đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhóm còn lại đã rút lui về vị trí ban đầu sau khi chịu tổn thất. Mặt khác, các đơn vị của Sư đoàn Dù Cận vệ 106 thuộc quân đội Nga đã giành lại khu định cư Liubimovka và các khu vực rừng lân cận. Ngoài ra, còn có báo cáo về các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Viktorovka. Các nguồn tin của Ukraine tuyên bố rằng xe bọc thép và lính dù Nga đã đột phá vào khu vực này dẫn đến một trận chiến, trong đó có một số xe bọc thép được cho là đã bị phá hủy. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 10 cho hay quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Leonidovo thuộc vùng Kurs trong ngày và đang tiếp tục cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc tiếp tục cuộc tấn công, trong đó họ đã tiêu diệt các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 47 và 115, Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 và 95, Lữ đoàn Tấn công đường không số 36, Lữ đoàn Tấn công đường không số 103 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Kolmakov, Kruklenkoye, Nidniklin. Nikolsky, Noviput, Ongovka, Plekhovo, Cherkaskaya, Konopenka và Cherkaskoye, Lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa của quân đội Nga tiếp tục tấn công các địa điểm tập trung quân và thiết bị của địch ở vùng Kos, cũng như các khu vực tập trung và dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Sumy. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kos trong ngày qua lên tới hơn 270 quân nhân. Đồng thời, Nga cũng phá hủy 9 xe bọc thép bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 3 xe cơ giới của đối phương. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraina được cho là đã mất hơn 24.700 chiếc, 167 xe tăng, 82 xe chiến đấu bộ binh, 102 xe bọc thép chở quân, 957 xe chiến đấu bọc thép, 654 xe cơ giới, 204 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngày 19 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei khẳng định cái chết của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar sẽ không ngăn chặn được trục kháng chiến và Hamas sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Theo hãng tin Reuters, ông Khamenei nhấn mạnh sự ra đi của ông ấy, tức là Sinwar, là nỗi đau đối với trục kháng chiến. Nhưng mặt trận này không ngừng tiến lên với sự tử vì đạo của những nhân vật nổi tiếng. Hamas vẫn còn sống và sẽ mãi còn sống. Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng ông Sinwa là gương mặt sáng ngời của sự kháng chiến và đấu tranh, đồng thời khẳng định Iran sẽ luôn sát cánh cùng những chiến binh chân chính. Ông Khamenei nói, với quyết tâm sắt đá, ông đã đứng lên chống lại kẻ thù áp bức và hung hăng. Với sự khôn ngoan và lòng dũng cảm, ông đã dáng cho chúng đòn không thể cứu vãn được vào ngày 7 tháng 10 và đã ghi lại trong lịch sử của khu vực này. Sau đó, với danh dự và niềm tự hào, ông đã lên thiên đường của những người tử vì đạo. Ông Sinwa được coi là người đứng sau vụ tấn công vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Ông này đã bị tiêu diệt hôm 16 tháng 10 trong một cuộc đọ súng với lực lượng Israel. Trục kháng chiến là các nhóm lực lượng vũ trang ở Trung Đông do Iran lãnh đạo và hậu thuẫn, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và nhiều nhóm Hồi giáo khác ở Iraq và Syria. Các nhóm này tự cho mình là lực lượng kháng chiến chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Theo thông tin từ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Israel có thể tiếp tục giữ thi thể ông Sinwa ở nơi bí mật và ra điều kiện buộc lực lượng Hamas trao trả những con tin đã bị bắt từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và có thể ra điều kiện để trao trả thi thể nhà lãnh đạo Hamas, ông Ahia Sinwa, cho lực lượng Hồi giáo này. Ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết ông Sinwa đã thiệt mạng sau một cuộc đấu súng trong hoạt động tuần tra thông thường ở thành phố Rafah, giải Gaza. Khuya 18 tháng 10, tiến sĩ Chen Kugen thuộc Trung tâm Y học Pháp y Quốc gia Israel nói với CNN rằng nguyên nhân khiến ông Sinwa thiệt mạng là một viên đạn bắn vào đầu. Ngoài ra, trên người nhà lãnh đạo Hamas còn có nhiều vết thương nghiêm trọng khác, gồm cả vết bắn từ mảnh đạn pháo hoặc tên lửa. Trước đó, IDF không nói rõ nhà lãnh đạo Hamas đã bị giết như thế nào. Người đại diện IDF chỉ cho biết cuộc đấu súng dẫn tới tử vong của ông Sinwa kết thúc bằng việc Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Ông Kugen còn cho biết cơ quan pháp y đã cắt ngón tay trên thi thể để xác định DNA nhằm đối chiếu với cơ sở dữ liệu có được trong thời gian ông Sinwa từng bị giam giữ tại Israel trước khi được thả theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011. Kết quả thu được, xác nhận thi thể này thực sự thuộc về nhà lãnh đạo Hamas. Theo kết luận pháp y, ông Sinh tử vong vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể được đưa đến phòng giải phẫu pháp y. Các nguồn tin Israel chia sẻ với CNN rằng chính quyền Tel Aviv có thể sẽ sử dụng thi thể ông Sinwa như một con bài mặc cả để đổi lấy việc Hamas thả các con tin Israel đang bị giam giữ ở giải Gaza. Hai nguồn thạo tin nói với CNN rằng vấn đề thả con tin những người đã bị Hamas bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là ưu tiên hàng đầu của israel khi quyết định cách xử lý thi thể ông sinwa một trong hai nguồn tin này cho biết chính quyền israel đang cân nhắc cách tạo ra áp lực nhanh chóng lên hamas để buộc lực lượng hồi giáo này thả con tin còn theo một nhân vật trong giới ngoại giao israel tel aviv sẽ không phản đối nếu hamas muốn đổi thi thể người của mình ám chỉ thi thể ông sinwa lấy người israel dù còn sống hay đã tử vong theo truyền thông địa phương thi thể ông sinwa đã được đưa ra khỏi phòng giải phẫu pháp y và đang được lưu giữ tại một địa điểm bí mật ở israel một số hãng truyền thông do thái như arus seva hay yediot aronot cũng đưa tin về khả năng israel dùng thi thể ông sinwa làm con bài mặc cả với hamas song lưu ý rằng ở giai đoạn hiện tại chưa thể đưa ra kết luận về quyết định trong tương lai của tel aviv trong khi đó, sau cái tử vong của ông Sinwa, phía Hamas vẫn kiên quyết không thả tự do cho các con tin, trừ khi Israel chấm dứt hành động xâm lược chống lại người dân Palestine ở giải Gaza, rút quân hoàn toàn và trao trả tù nhân. Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật Tại vùng Kursk, lực lượng Ukraine hiện không thể cản nổi các bước tiến của lực lượng Moscow do tốc độ tấn công quá nhanh và phương thức tác chiến hiệu quả. Kênh Military Summary cho biết quân đội Nga đã đạt được bước tiến đột phá quan trọng ở vùng Kursk khi ổ ạt tung đội hình xe tăng lớn đột kích về phía đông theo hướng Malan Loknaya, bước đi này đã tạo ra một vạc dầu lớn ở phía bắc bao vây toàn bộ cụm binh lực đối phương. Lực lượng Kiev đang tháo chạy qua một nút cổ chai dưới mưa hỏa lực của Nga. Do rút lui trong hỗn loạn, các đơn vị thuộc lực lượng Ukraine phải bỏ lại nhiều thi thể binh sĩ đã thiệt mạng, do đó Moscow đang xử lý việc chôn cất họ. Các hình ảnh được ghi lại trên hướng Kupian cho thấy lực lượng Moscow cách sông Oskin khoảng 1 km. Bước tiến này có thể đưa cây cầu quan trọng ở Senkop vào tầm kiểm soát của lực lượng quân đội Nga và điều này sẽ cản trở nghiêm trọng hậu cần của quân đội Ukraine, AFU. Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Hoạt động của lực lượng Moscow cũng đang gia tăng ở Chasovya. Theo một nhà quan sát quân sự, quân đội Nga đã kiểm soát được nhiều khu vực hơn dọc theo kênh đào ở phía nam. Kênh Riba đưa tin, tại vùng cất, lực lượng Ukraine không thể cản nổi bước tiến của lực lượng Moscow do tốc độ tấn công quá nhanh và phương thức tác chiến hiệu quả. Theo một số báo cáo, tại quận Glutkovo, lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi làng Noviput, chạy về chấn giữa các vị trí dọc đường ray xe lửa ở phía nam khu định cư, nơi họ đã chuẩn bị một tuyến phòng thủ trước đó. Các hoạt động dọn dẹp đang được Moscow tiến hành trong khu vực. Tại quận Korenevo, các nhóm thiết giáp quân đội Nga đã đột phá tới Viktorovka, xâm nhập vào khu vực do Ukraine kiểm soát vài km. Những báo cáo về việc Moscow kiểm soát vanuka đã xuất hiện cách đây vài ngày trong khi giao tranh vẫn chưa bắt đầu ở chính Viktorovka. Đội hình Kiev đang giữ các vị trí trên các lối vào làng. Tại quận Sutsa, lực lượng Moscow đang đánh bật Kiev khỏi Plekhovo, nơi đối phương cũng đang bị bao vây một nửa. Những tuyên bố lạc quan nhất cũng đã đề cập đến việc lực lượng Nga kiểm soát khu định cư này. Ngoài ra, máy bay Nga và các đơn vị khác đang tiến hành tập kích hỏa lực vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở cả các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ của vùng Kurd và Sumi. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng trước việc Ukraine nhắc đến vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là động thái khiêu khích của Kiev và Nga sẽ không để Kiev sở hữu chúng. Trích dẫn tuyên bố của ông Putin, đây là hành động khiêu khích nguy hiểm, bất kỳ bước đi nào theo hướng này đều sẽ bị đáp trả tương xứng. Tổng thống Nga nói rằng Moscow không biết Kiev hiện có đủ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân hay không, song cho rằng đây không phải việc khó khăn trong thời đại hiện nay. Ông Putin nhấn mạnh, Nga có thể theo dõi bất kỳ động thái nào của Ukraine nhằm tiến tới mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân và Kiev sẽ không thể che giấu được điều này. Ông chủ Điện Kremlin nói, Nga sẽ không cho phép việc đó xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào. Theo Avia Pro, lực lượng vũ trang Nga đã thành công giành quyền kiểm soát làng Viktorovka ở vùng biên giới Kursk. Đây là khu định cư phía đông cuối cùng do lực lượng Ukraine bị bao vây nắm giữ quân đội Nga hiện đang tiếp tục nhiệm vụ tập hợp cùng nhóm tiến quân từ Novoi và Novka, hoàn thành việc bao vây hoàn toàn khoảng 2.000 quân nhân Ukraine ở khu vực Pokrebki và Liubimovka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của mặt trận Kurs, quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô phía đông nam của quận Suza, giải phóng làng Kolmakov trên tiến quan, giao tranh dữ dội hiện đang diễn ra ở Magnovka, chỉ cách xuất ra 2 km. Quân đội Nga đang dần thắt chặt vòng vây xung quanh các lực lượng Ukraine còn lại trong khu vực, củng cố các vị trí của mình và tiến về phía trước. Các đơn vị Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây. Theo các nguồn tin của Nga, các nhóm nhỏ của Ukraine đã thực hiện 8 cuộc tấn công để thoát khỏi vòng vây trong ngày qua. Các hoạt động này được thực hiện bởi khoảng 20 người hoạt động từ các khu định cư Malaya Loknia và Lebedivka. Bất chấp những nỗ lực trên, các vị trí của Nga vẫn không thay đổi. Quân đội đã tiến được 10 km, duy trì tốc độ trung bình kể từ khi bắt đầu giai đoạn phản công thứ hai ở Kursk. Tình hình trên tuyến đầu tiếp tục thay đổi và lực lượng Nga đang dần tăng cường sự hiện diện, đảm bảo quyền kiểm soát các điểm then chốt ở khu vực Kursk. Trong khi đó, Newsweek đưa tin quân đội Nga đã tái kiểm soát được một phần ba lãnh thổ đã mất của khu vực Kursk. Điều kiện thời tiết hiện nay đang cho phép lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cuộc tấn công nhằm giành lại lãnh thổ. Trước đó, các bên đã sử dụng thời gian hạn chế hoạt động do thời tiết xấu để tập hợp lại lực lượng của mình và tình hình có thể sớm leo thang. Các đơn vị của Nga đang được cho là sẽ tiếp tục tiến lên dựa vào thành công gần đây. Với khả năng cao, các hoạt động quân sự ở vùng Kursk sẽ tập trung gần Liubimovka, Leonidovo, Dadino và Sverdlikovo. Lực lượng vũ trang Nga sẽ giải quyết nhiệm vụ cắt đứt các tuyến đường liên lạc của Ukraine ở phía bắc Suza. Thành công trong vấn đề này sẽ đi kèm với việc kiểm soát các tuyến đường cung cấp cho các đội hình chiến binh từ tỉnh Sumy và tiếp cận tuyến Sverdlikovo. Lebedevka, đồng thời các khu vực phía Nam và phía Đông sút ra và gần Malaya Lopti sẽ vẫn là lực lượng phụ trợ. Nhận ra tình hình vô vọng và thất bại không thể tránh khỏi, quân nhân Ukraine ở khu vực Tonsoluk đang cố gắng rời khỏi lãnh thổ vùng Kursk theo từng nhóm. Khi thời tiết tốt, điều này sẽ khó khăn hơn đối với lực lượng Ukraine. Trang web của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine UAV trinh sát Delta Cat trị giá 42,6 triệu euro, Thông báo viết, công ty Delta Cat của Hà Lan sẽ cung cấp UAV hiện đại để trinh sát, giám sát và theo dõi cho Ukraine. Bộ Quốc phòng sẽ mua máy bay không người lái với giá 42,6 triệu euro. Việc đặt hàng được cho là bước đi cụ thể đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch hành động về UAV do Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenman công bố trong chuyến thăm Ukraine vào đầu tháng 10. Tuyên bố cho biết máy bay không người lái ISR không vũ trang có thể bay rất xa Chúng được sử dụng để thu thập thông tin thời gian thực từ chiến trường, thu thập thông tin tình báo và giám sát. Bộ Quốc phòng nhắc lại rằng 400 triệu euro đã được phân bổ cho việc thực hiện kế hoạch hành động về UAV, trong đó hơn 50% do ngành công nghiệp Hà Lan cung cấp. Việc mua hàng từ Delta Card là một phần của kế hoạch này. Bộ trưởng Brekenman trực tiếp, đơn hàng này từ Delta Card là một bước quan trọng và cụ thể trong kế hoạch hành động của chúng tôi. Ukraine cần UAV hiện đại có thể được giao nhanh chóng Thật tốt khi ngành công nghiệp Hà Lan có thể đóng góp vào việc này. Vì lý do an ninh, thông tin về số lượng, loại UAV và lịch trình giao hàng không được tiết lộ. Báo chí Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng ngày 18 tháng 10. Nga thực hiện kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS ở vùng Tây Bắc thủ đô Moscow. Với tầm tấn công lên tới 11.000 km và có thể gắn nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa JAS là một trong những vũ khí tấn công mạnh nhất của Nga. Giới phân tích cho rằng, việc Nga triển khai hàng loạt cuộc tập trận hạt nhân trong năm nay là để ngăn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc tập trận mới nhất của Nga diễn ra cùng thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai cuộc tập trận hạt nhân thường niên, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày với phương Tây về kế hoạch chiến thắng tháng trước tổng thống nga vladimir putin cho biết moscow đã mở rộng danh sách các kịch bản mà nước này sẽ dùng vũ khí hạt nhân nghĩa là hạ thấp ngưỡng sử dụng loại vũ khí chiến lược này ukraine cáo buộc nga dùng vũ khí hạt nhân làm công cụ gây sức ép trong cuộc thử nghiệm mới nhất, một đơn vị ở vùng Tiver dự kiến sẽ diễn tập di chuyển các tên lửa Yas trên địa hình bằng phẳng ở khoảng cách 100 km với yêu cầu phải ngụy trang và bảo vệ chúng trước các hành động tấn công từ trên không và tấn công phá hoại của kẻ thù, Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Nga tiến hành hai cuộc tập trận với các đơn vị tên lửa Yas vào tháng 7 vừa qua. Nga cũng đã tổ chức ba cuộc tập trận trong năm nay để kiểm tra khả năng sẵn sàng phóng tên lửa hạt nhân chiến thuật với tầm bắn ngắn hơn và hiệu suất thấp hơn tên lửa chiến lược liên lục địa. Tuy vậy, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga không cần dùng tới vũ khí hạt nhân để đạt được chiến thắng ở Ukraine. Theo báo Người lao động, Hải quân Ukraine cho biết vì tàu chiến hoạt động không hiệu quả Nga đã dùng phương tiện này để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Kiev. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 17 tháng 10, ông Dmytro Pletenchuk, phát ngôn viên của Hải quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai một số tàu chiến có tên lửa hành trình trên biển. Tuy nhiên, ông Pletenchuk khẳng định Moscow không dùng những tàu này để tấn công, Kiev Independent đưa tin. Ông nói, do các hệ thống vũ khí này hoạt động không hiệu quả, Nga hiện buộc phải sử dụng chúng chủ yếu trong việc đánh lạc hướng phòng không, khi thực hiện các cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa. Cũng theo người phát ngôn này, khi một hoặc hai tàu ngầm Nga ở trên biển, các phương tiện này thường không thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa mà chủ yếu bảo vệ căn cứ. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã bắn tên lửa vào Ukraine từ các tàu chiến đồn trú ở Biển Đen và Biển Azov. Những tuần gần đây, từ khu vực Crimea, Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở phía nam tỉnh Odessa. Trong khi đó, Ukraine cũng nhiều lần tấn công các tàu của Nga theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội biển đen của Nga hiện bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, hôm 18 tháng 10, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 80 trên 135 máy bay không người lái từ Nga. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống hoặc máy bay bắn trúng mục tiêu. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Romania thông báo đã điều động máy bay phản lực khi một vật thể bay không xác định tiếp cận, sau đó xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Radar sau đó mất dấu khi vật thể bay tới gần thị trấn Amzasea, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km về phía nam. Không quân Ukraine và nhóm Belarus Hazun đều cho rằng hai máy bay không người lái đã bay về phía biên giới Belarus. Theo Belarus Hazun, Belarus cũng đã kích hoạt máy bay không người lái vì thiết bị này. Vụ việc hôm 18 tháng 10 không phải là lần đầu tiên máy bay phản lực Romania và Belarus được điều động kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.